Chú cháu xin chào cả nhà nghe cả nhà ơi. Chào cả nhà. À, bữa nay hai chú cháu sẽ đi móc ếch tiếp tục cả nhà ơi. Hai chú cháu sẽ đi cả nhà xem kênh của hai chú cháu nhớ đăng ký ủng hộ hai chú cháu nghe cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. À, hai chú cháu sẽ đi vòng vòng theo cái khu này cả nhà. Cái khu này nè, nó với đi vòng 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 theo mấy cái gỗng rừng nước này cả nhà. Để kiếm những cái hàng ếch rồi hai chú cháu sẽ móc ếch rồi quay lại cho cả nhà xem cả nhà. Giờ hai chú cháu xin mời cả nhà đi nha. Đi chú ơi. À, giờ cả nhà, giờ hai chú cháu đi theo cái gỗng mương này nè cả nhà. À, gỗng mương này cả nhà nhìn thấy có một cái hàng dừa của người ta trồng nhìn rất là đẹp luôn cả nhà. Bóng mát luôn. Giờ hai chú cháu sẽ đi theo cái gỗng mương này nè. Kiếm ra những cái hàng ếch để mà móc nó cả nhà. Cái gu non, Cái gu non. cái gu non, cái gu nhỏ nhỏ. Rồi chú cứ thấy cái hang hang hay gì móc bóng một chút. Từ từ. Giò. Ồ, hang này có dấu giò hả vậy chú? Ồ, dấu giò ếch đi chú. Cái nhà thấy cái dấu giò ếch đi, lúc dưới đây. Hang nó có Có một ở hai cái lóc. một ở hai cái lóc thôi chứ thấy cái hang nó bóng mà thấy mới được đào không được đào rễ dừa không nó vô ăn trong cái rễ dừa rồi vậy để gì gì để chú mình xấy cái hang cả nhà nó tại vì có rễ dừa đào không nổi. nó. Chú cũng được cái sấy dùng sấy dính con ếch đầu tiên rồi cả nhà, ếch bự cái này. Có giùm chú. Hàng sâu thế. Dính à. Cá hay là hết đây đây. Có lóc có nhà. Cái lóc hả? Có lóc. Cái lóc nhỏ xíu hả? Trời. Còn cái lóc này cả nhà. Bé tèo tèo teo luôn. Ừ. Hàng gì mà em cạch lóc bé tèo tèo teo luôn. Đây có dấu giòn chứ. Để coi coi. Ếch hả? Rồi, chú mình đã phát hiện cái hàng ếch nữa cả nhà. Ếch cả nhà. Ôi, ếch gì cũng được rồi. Đây con ếch này cả nhà, con ếch đầu tiên cả nhà ơi. Ôi. Con ếch đầu tiên luôn. Giờ hai chú cháu tiếp tục đi theo cái bờ đập của cái miếng lúa này nè cả nhà. Kiếm hàng ếch cả nhà. Đó, trời đất nứt nẻ. Đất giờ nó khô cằn nứt nẻ hết trơn cả nhà. Giờ chú mình đã phát hiện hàng ếch gì. Mình chú mình thấy cái hàng này cây ca cả nhà. Có em ếch mà bự bự không? Như vọng được một em bự bự. Dính cho chú à, dính cả nhà không biết ếch bự nhỏ.
ếch cũng vừa cả nhà. Rồi hai chú cháu tiếp tục kiếm hang cả nhà ơi. Cả nhà xem kênh YouTube Gió Làng Quê cả nhà, nhớ ủng hộ cho hai chú cháu một lượt đăng ký cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều cả nhà. Ủng hộ cho hai chú cháu sớm đạt được 1000 người đăng ký cả nhà ơi. Để hai chú cháu bật kiếm tiền rồi làm chi phí để đi đi quay clip cả nhà ơi. À, giờ ông chú mình đang phát hiện cái hang ếch gì cả nhà. Sấy thôi. Đưa cái sấy lúc sâu sâu chẳng cả nhà. Dính vô. Thấy nặng nặng không? Dính. Ồ, dính em ếch cả nhà. Ếch này hơi nhỏ. Ếch này hơi nhỏ cả nhà ơi. Rồi có đỡ không cả nhà. Bây giờ muốn ếch bự cũng không có được. Bây giờ hai chú cháu được 3 con cả nhà. Giờ hai chú cháu sẽ đi tiếp theo cái bờ đập này cả nhà. Đi vòng cái khu này nè cả nhà. Để kiếm ếch cả nhà. Rồi cả nhà ơi, thì hai chú cháu sẽ đi trong cái hai chú cháu tiếp tục đi tìm ếch theo cái gõm đường nước nhỏ này cả nhà. Bây giờ nãy giờ biết bao lâu cả nhà mới tìm được một cái hang này nè. Em chú mình đào thử coi cả nhà coi có con ếch bự hay nhỏ cả nhà. Hy vọng sẽ được con ếch bự ra cả nhà. Ếch bự bắt mới sướng cái tay. Đào này. Đến bắt tay luôn chú. Hai sâu quá sâu. Thôi. Sấy đi mày. Tập trung đưa cái sấy vô nè cả nhà. Hai sâu quá đào. Không nổi đâu. Dính chưa? Con cua. Dừng con cua ở trên con ếch ở dưới. Dính nè. Cả nhà. Biết ếch bự nhỏ đây. Con ếch cũng được đấy cả nhà. Cũng được cả nhà ơi, không bự mà không nhỏ, cũng vừa. Giờ bỏ vô quậy cả nhà, để vừa được 4 con hay gì vô. 3-4 con cả nhà. Rồi, hai chú cháu sẽ tiếp tục theo cái gõng mương này cả nhà ơi, để tìm hang ếch nữa cả nhà ơi. Nãy giờ cho cháu đi cũng rất là xa cả nhà. Mà ếch bữa nay thì ếch không có được bự cả nhà. Ếch rồi không cả à. Nhà ơi. Không biết mấy con ếch bự nữa, nó trốn ở đâu hết trơn không biết. Giờ chú mình đang phát hiện cái hang ếch cả nhà. Hy vọng là cái hang này sẽ được con ếch bự cả nhà. Đầu đất đào rồi cung. Đất mùa này mùa nắng quá trời, đất nó cứng. Ủa sao có gao giống nữa.
bắt đầu hay kèn kèn nha. Quá trời nắng hạn. Bắt tay luôn chú. Đào cái đào cho nó thông lỗ à. Không. Giọng cái hàng này sẽ được vết to nha cả nhà. Tên vết luôn hả? Tên hết bắt tay luôn. Bự không chú? Chúng vừa vừa. Đây được con ở nhà. Hết. Dạ. Ít nó cho bữa nay tao đi gần mấy hai ba ngày nay thằng ít thằng con nó vừa vừa không cả nhà, nó không có bự, nó không có được to cho mấy. Giờ bỏ vô bữa túi cả nhà. Rồi cả nhà ơi, thì hai chú cháu nãy giờ đi trên ruộng cả nhà, cũng được có con hai con ít cũng vừa vừa cả nhà. Giờ hai chú cháu sẽ đi xuống cây đường nước này cả nhà để kiếm cái hang để coi. Kiếm những em ớt to to thử cái nha. Chú mình đang phát hiện cái hang cả nhà. Để em chú mình đào coi có ớt to không cả nhà. Ớt bữa nay đi thì ớt không có to cả nhà ơi. Cả nhà xem thông cảm cả nhà. Xem đỡ đi cả nhà ơi. Để cái hang này là chú phát hiện đi, nhưng mà không biết ớt bự nhỏ. Đang chú mình xấy ra cả nhà, chỉnh ra cả nhà, giọng ớt bự nha cả nhà. Ồ, cũng được cả nhà, để quen ớt đi chú, cũng được cả nhà, có đỡ không cả nhà, ớt tầm trung không à, không có bự, cả nhà ơi, ớt xích lâu mà phát hiện được cái hang ớt cả nhà. Ồ, đi nãy giờ muốn rã cắp giò luôn cả nhà. Giờ hai cháu được thằng quả được như vậy cả nhà. Giờ ông chủ mình sẽ coi móc cái hang này cả nhà, hy vọng sẽ có con ếch bự nghe cả nhà. Có đồng tình nhưng chút. Hy vọng hang này sẽ được em ếch to to cả nhà. Sáng giờ đi ớt tầm trung không cả nha. Này trời nắng quá chá cả nhà. Cả nhà xem video thông cảm nha. Không có luôn. Không cua. Không có luôn hả? Rồi cả nhà. Không có luôn cả nha. Chú cháu sẽ tiếp tục đi kiếm những cái hàng khác cả nhà. Cháu sẽ đi vòng xuống cánh đó đó cả nhà. Chú đang ăn hết rồi chú. Giờ hai chú cháu sẽ đi theo cái đường nước này cả nhà để kiếm hàng ếch cả nhà. Sớm giờ cũng được 5-6 con cả nhà, nhưng mà ếch nhỏ nhỏ không. Ếch cũng vừa vừa chứ không có nhỏ. Đi chút. Chú mình đang phát hiện cái hàng ếch cả nhà. Hàng ếch như có cái xác con cua nó chết nữa kìa. Để chú mình làm sấy thử coi nha. Hy vọng con ếch bự nha cả nhà. Đúng chứ. Thấy chưa? Đó. Ếch bự hả? Ừ. Ồ, được một con này cũng được nha. Quá
im ở nhà. Đường con ếch này cũng có lý nha, đỡ đỡ hơn mấy con kia. Ếch đây là ngói sen, móc được mới ngói sen hả? Rồi chưa đây được như con ếch chú. Năm sáu con này nè, nó ngay không có ếch bự, ếch coi coi không cả nhà ơi. Thì cái thành quả của hai chú cháu bữa nay đó cả nhà, cũng được một mớ ếch cả nhà. Thì bây giờ hai chú cháu cũng bẻ được một mớ ngói sen này cả nhà. Ngốc mớ ngói sen. Bây giờ hai chú cháu sẽ làm cái bữa cơm trưa nha cả nhà. Cả nhà ơi, thì cái nồi cơm của hai chú cháu cũng đã nấu chín cả nhà. Đó, giờ hai chú cháu mằng mấy con ếch này, đây là thành quả của nhắc xuống đi chú. Đây là cái thành quả của hai chú cháu mà đi móc ếch này cả nhà. Được một mớ ếch này cả nhà, dưới hái được móc được một mớ ngói sen. Đó, bây giờ hai chú cháu sẽ xào cả nhà, làm bữa cơm chắc chưa cả nhà ơi. Giờ này cũng tầm 11 giờ hay cả nhà. Giờ ông chú đang sửa soạn làm bữa cơm trưa nè. Rồi bây giờ ông chú mình sẽ xào ếch xào dưới ngói sen cả nhà. Cả nhà, cái ngói sen này nãy chú mình móc ở một cái đấm sen ở cái đì ở đây nè cả nhà. Mà bây giờ ông chú mình sẽ xào cây mơ tỏi, xào ếch với ngói sen. Bữa nay xào thử cái món này coi ngon không? Đâu đổ hết à, thấy không? Đâu đổ hết. Đũa ông lấy che gió luôn cả nhà. Đâu đũa là lấy che gió luôn nè cả nhà. Sáng đi thì hai chú cháu có đem gạo theo nấu cơm. Nấu cơm. Đem gia vị theo để mà nấu ăn nha cả nhà. Chứ đi này mà không đem theo là chết luôn á. Để cho dầu vô đi chú. Cho dầu vô. Giờ để tỏi vô cả nhà ơi. Ếch vô. Rồi ếch cũng đã chín cả nhà. Giờ chú bỏ ngói sen vô. Một chảo luôn cả nhà. Rồi đòn nhấc xuống ha. Rồi hai chú cháu xin mời cả nhà dùng cơm với hai chú cháu nha cả nhà ơi. Cơm chín rồi cả nhà ơi. Này hai chú cháu cũng chơi cho một chảo ớt xào ngói sen cả nhà. Ui, rồi, quýt đi chú. Thử ngói sen cái coi. Mẹ bạn gần xa về dùng cơm với bạn ơi. Ăn cơm với ớt xào ngói sen nè. Chờ cái đũa ớt cái. Ngọt mà ngon. Cái này đi xe ếch cũng khó quá cả nhà. Hai chú cháu đi sáng về được 7 con. Mà ếch nói chung ếch cũng coi được chứ không có lớn mà cũng không có nhỏ. Nghe cái đùi được. Mà các bạn dùng em. Đây là đồ ớt đó. Các bạn gần xa gì đó giờ đây dùng ha. Mới xem mà múc lên ngon. Múc lên mà chào ăn ngọt cay à.
Rồi thì cả nhà nãy giờ hai chú cháu thì xào ếch với củ cái gì muối sen cả nhà. Quá trời ngon, hai chú cháu làm hết chân cái nồi cơm luôn cả nhà. Thì clip cũng dài cả nhà ơi. Thì clip hai chú cháu xin tạm dừng tại đây cả nhà.